Hòa An là ngôi làng biển thuộc xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Làng ở cách chân sóng chừng 5-7 mét nên thường bị thiệt hại nặng khi có bão đến. Chiều 9 tháng 11, làng biển Hòa An dường như náo nhiệt với cảnh người dân dọn dẹp đồ đạc, chăn chóng nhà cửa trước khi bão số 6 đổ bộ. Ông Phạm Văn Lớt cùng con trai Phạm Văn Tâm và nhiều người hàng xóm đang khiêng những chiếc thúng chai lớn, phương tiện dùng để ra biển săn tôm hùm giống, đưa lên xe lôi máy để chở đi gửi những nơi an toàn. Từ vài ngày trước, người dân địa phương cùng các anh bộ đội biên phòng đã dùng bao cát lấp vào những phần nền móng nhà đã bị sóng lớn do cơn bão số 5 gây ra hồi cuối tháng 10 năm 2019 mòi rỗng. Để gia cố phần nền móng các ngôi nhà trên ven trước sóng gió dự báo rất dữ dội của bão số 6. Cái cơn bão này thì ở Quyên có rất nhiều điểm liên quan tới chiều cường, nguy hiểm về cường. Chúng tôi đã chỉ đạo đối với các lực lượng vũ trang cũng như các hội đồng thể, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho người dân di dời đến nơi an toàn, đặc biệt là gấp các tài sản và người là phải di dời đảm bảo trước cái lúc mà có thể xảy ra nguy hiểm. Theo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Hòa, thôn Hòa An, có 25 nhà sát chân sóng bị ảnh hưởng của triều cường. Bão số 5 sóng phủ lên hầu hết những ngôi nhà này. May là dân ý thức chấp hành việc sơ tán khá tốt, nên dù nhiều nhà bị bay máy, nước biển tràn lên nhưng không có thương vong.